Hay Có là khi ở nhà có cơm nguội thì ăn cơm nguội ăn chén, là đi lột tép tới 12 giờ 1 giờ mới về. mình không mua mì tôm đâu để không có tiền đâu đủ rồi, rồi. Để bà ảnh đi làm xa, còn ba mẹ con có mua ký gạo ăn dính đi xin ta đó. Mấy lá đó đó, sự ở quê mà bây giờ còn những cái căn nhà như thế này là rất là hiếm. Vậy nó một cái chân á, tôi có mình luôn hả? Ngấu nè. Cái này chắc cũng lâu lắm rồi. Lộn không hả chị? Tại đi người ta giàu, ta chơi xong tiền bỏ. Để dục bỏ, nó đi nhà đâu có tiền đâu mua. Trời cái thằng này nó có mấy nhiêu đây nè cả nhà, nhìn có gì mà có bông bóng nữa kìa. Có mình quân nào giúp á, do mua bánh từ mấy nhỏ chắc nó khoái lắm đó bà. Mừng á. Nó sỉ á, bị sỉ sàn rồi. Đây nè ha. À, chú gửi 200 ngàn của chú Tiến ở Hà Nội. À, gửi cho con là con mua mì về ăn ha. Nhận lấy con. Tại ông quân gì á. Gửi. Rồi giỏi. Cái nắng chị vô đây. Thấy rồi. Chị vô đây là sáng à. Kêu mãi coi. Ui. Kêu mãi coi. Kêu mãi. Cưng không? Yêu hai không? Yêu hai đâu? Bé này nữa lớn lên cho ngoan lắm luôn á, trời thấy. Yêu hai á. Nhìn thấy thương quá. Ngọc yêu hai. Yêu hai. Cưng ghê á. Yêu ầm tư coi. Yêu ầm tư. Giỏi quá. Ngọc giỏi quá. Mày đi. Đi. Ngậm đi luôn ha. Thầy ơi. Ngày hôm nay thì mấy anh em quay trở lại để thăm cái hoàn cảnh của em Duyên, 18 tuổi, bị sát hại trên thành phố, đưa về quê để lo mai táng. Thì đây là ngôi nhà của mẹ của bé Duyên với lại con gái 2 tuổi với lại anh hai với chị hai. Thì sau khi mà trao quà cho anh hai với chị hai, gửi một chút ít tiền, rồi trao quà cho mẹ của bé Duyên, rồi gửi một chút ít tiền, thì bây giờ lại tiếp tục video của em ngày hôm nay á, là em đến đây để chia sẻ một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt khó khăn luôn á cả nhà. Thì một cái hoàn cảnh nằm cạnh bên nhà của em Duyên 18 tuổi, thì cái căn nhà sập xệ xung quanh ở đây thì thấy căn nhà này thì rất là xuống cấp. Hiện tại thì không có nước, không có điện để xài, căn nhà siêu vẹo rất là khó khăn luôn. Thì Mạnh Thường Quân là cô Ngọc ở bên Úc thì cũng thấy được cái hoàn cảnh của gia đình của anh với chị ở đây nè, cũng muốn là qua để cho một chút ít quà hai đứa con. Dạ em chào chị. Ôi, chào. Dạ mình sống đây lâu chưa anh chị? 7 năm rồi. Trời ơi thương không, đem cài cái mít cái. Anh Danh có mấy người con? Hai đứa con. Vậy như rồi hàng ngày mình ở nhà mình làm cái gì để có tiền sinh sống? Cho được con bò mà cho mình đóng tiền 4.2 triệu. Cho mà ra đóng tiền luôn. Nó mới đi bẻ cà phê về đó. Dạ. Cũng đi về ngày đó luôn. Đi hái cà phê. Rồi lại dư được 7 triệu trả hết 4 triệu mấy rồi. À đi làm về dư 7 triệu mấy rồi trả tiền con bò. Rồi về đây rồi làm gì? Vừa làm cũng ai mướn gì làm nấy hả? Giờ ta chưa kêu. Giờ không có việc làm. Dạ. hai đứa con hả? Hai đứa con bự chưa? Hai sao? Chị ơi. Bữa, nhà nhìn. Chị mau. Thật sự đó, hai đứa đó. Hai đứa. Ha. Sự mà ở quê mà bây giờ còn những cái căn nhà như thế này là rất là hiếm đó cả nhà. Nhà này em thấy còn đi đâu cũng thấy nhà tường không à? Nhà này em thấy nó nghiêng qua một nhà bên. Nhà tình thương cũng nhà tường. Nghèo cũng nhà tường. Mà nước cũng ngập giống nhau đó. Ở đây mà nhà nhìn nè, sống ở trong sâu cái trong cái đường lộ từ ngoài đi vô. Mà ở đây thì mấy nhà lá gì đó. Vợ chồng sống tạm bợ đó. Lá này chặt không tốn tiền đó. Là sao? Lá đi xin ta đó. Mấy lá đó đó. Vô trong mấy cái rừng đó đó hả? Rừng cây đó mình chặt về mình làm. Mình đâu có tiền đâu mua. Phải đi chặt rồi về lợp lên. Bởi vì nghe chị Vi với anh Long nói là hoàn cảnh bên đây cũng giống như anh chị ở bển gì đó, cũng như làm thuê làm mướn không à. May quá. Trời chui, ơi, luôn, chui cái đầu chui, chui đầu chó luôn, lò chó luôn. Nói là đây là con của em Duyên 18 tuổi nè cả nhà. Thương không?
Thì hôm nay đến đây thăm thì có mấy cái phần quà nãy anh đem vô rồi phải không? Đem về nhà rồi hả? Thì có gạo với lại nhu yếu phẩm, có đường rồi dầu ăn này kia của cô Ngọc Việt Út gửi cho mình á. Dạ. Thấy cái hoàn cảnh thì khi mà thấy được những cái hoàn cảnh ở đây á thì thấy nhà ai cũng khó khăn hết. Nó được cô cũng gửi chút tấm lòng cho gia đình mình. Anh chị có hai đứa con hả? Dạ. Anh dạ, ăn tới lên. Đường trời luôn ha. Là có bà con gì với em Duyên không anh á? Rồi trong xóm, anh em trong xóm thôi. Rồi chị ở nhà có làm gì không chị? Em đi lọc tép. Đi lọc tép. Dạ. Lọc buổi được 50 ngàn. Dạ. Không có đủ ăn. Trời anh danh với ông Long là ní. Ní nhau. Bạn thân hả? Bạn gì đó bạn chơi chung với nhỏ vậy. Bữa nay anh đi làm rồi mà lên trên đó cũng không có làm nữa. Không có làm đâu, khóc đâu á. Nãy anh điện khóc không à, cái tội nghiệp. Anh trai này năm nay bao nhiêu tuổi anh? Năm nay 36. 36 hả? Thôi chị. Dạ em 30. 30 cũng còn trẻ. Vì quê anh với chị là ở đây luôn hả? Ở đâu? Quê em ở đây, vợ em ở bên chị. Là mình sinh sống lúc mà lấy nhau là ở đây tới giờ luôn ha. Thời buổi này mà anh chị còn ở trong một cái căn chòi lá này là rất là sống đây lâu lắm luôn rồi đó, chục năm rồi. Vào nhà của bé Duyên 18 tuổi thì đi ngang là thấy trước mắt là thấy gia đình của anh á, anh với chị. Cái căn nhà mà nhìn ở phía xa là nó thấy nó nghiêng cũng như muốn sập luôn rồi. Mà khu vực ở đây thì thấy gió nhiều nữa. Tại nước nó ngập quá. Nó chạy quá. Nó ngập rồi nó một cái chân á. Thì đất của mình là gì anh chị? Đất của mình luôn hả? Đây thấy ao không? Giống như đây có cái mô đất lên thôi, còn hai bên ao không? Bên ao mẹ cho đất có nhiều đây. Cho đủ cái nhà. Nhỏ xíu thì trước ở sau nhà nhỏ xíu xíu. Giống cái nền nhà đủ nền thôi. Nhà không có gì hết chị, chứ không được có con bò nhà nước hỗ trợ cái nhà. Cho mình đi. Đất cho người ta ở ngoài á. Dạ. Đắp lên. Xin cái đất người ta đắp lên cho cái. Ngập rồi xin đất đắp lên. Em thấy vừa ra mấy cửa rồi nó như cái một cái hố vậy nó sâu. Bữa nào nước nó ở đây là nó thủy triều lên xuống hả anh chị? Dạ. Chắc cửa tới chưa chiều quá chiều nó lên nữa rồi. Nhưng mà mấy ngày nay nó chắc từ bữa nay là nó cũng đỡ rồi. Mấy ngày nay nước nó nhỏ lại. Dạ. Rồi. Tới gầm 15 đó là nước ngập. Mà ở đây cao gì mà nước ngập lên luôn này, chắc nước lớn vậy. Trời ơi, càng mình càng đắp lên nước càng lên theo. Cái dốc nhà em gì đó. Trời đắp lên theo mới nhà thấp vậy đó. Nhà trước cũng cao. Vậy là cái nền cao mà nhưng mà xung quanh thì nó rất là thấp. Nhưng cái đất lạ. Không có phá điện đâu, bụi danh vậy lâu ấy. Ở đây em thấy là như mình không có điện anh. Dạ không. Tại thấy xài đèn bình kìa. Hey, nước hey. Nước mình xài đâu? Nước ao. Tại sao? Trời đất ơi. Xài dưới vùng này luôn. Nước ao nước đâu có sạch đâu. Tại nó xa quá, điện nó xa quá, kéo vô thì nó tốn tiền. Nhiều tiền lắm. Dạ. Xin thì xin điện, xin được nhưng mà phải tốn tiền dây á. Chạy vô miễn phí nhưng mình phải tốn tiền dây cây này kia rồi kéo vô. Mà dây thì bên ngoại cho dây đó. Không ngờ mà anh chị mà sống đây một thời gian dài và lâu như vậy mà không có điện không có nước gì hết, bởi vì cuộc sống hơi khó khăn. Nước uống nước gì thì đi xin mẹ. Đi ganh tình đó hơi á. Bê ở cái bình nước lọc đó, bên vợ nó đi quá thì lấy hai ganh lại nặng quá lấy không. Cái đó mình xin nước mưa, nước mưa hả chị? Đi lấy hết trơn. Trời đất ơi. Nước mùa tươi hả? Uống được luôn hả? Uống được luôn. Phải xài mùa tươi trên mẻ. Xin nước. Chứ nhà tụi em xài bằng nước vuông. Dạ. Xin mạc tắm rửa đồ lại dưới vuông này hả? Dạ, ở đây. Tắm rửa lại dưới vuông. Mình lấy cái cục phèn á. Lóng. Rồi tính ra cái vụ mà múc nước mà lóng phèn này là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Người dân ngày xưa là đã xài như vậy, còn bây giờ đa phần là có nước sạch hết. Dạ. Người nghiệp anh thấy chị. Cái thao để ngoài này là mình múc nước mình để mình xài gì chị? Em mới rửa chén rồi. Rửa chén. Xài rửa chén này kia là xài với nước ao. Ở đây cũng không có cái cầu nữa, cái dốc này lên xuống thấy cũng nguy hiểm nữa. Mỗi lần mẹ em qua chơi là em đi đường đó em té hoài.
Ở đây thấy thấp cao, thấp cao. Biết lên ngập tới đó là đi cũng khó. Dạ. Ở trong là phòng hả? Phòng anh chị ngủ hả? Rồi là mình đi vô mình thăm nhà anh luôn, lỡ đi rồi đi vô. Dắt dắt tụi em vô đi, đi vô trước đi. Rất là hẹp anh. Nhà nhỏ xíu luôn á. Nhà cũng trong nhà em vậy đó. Giống như vậy luôn. Đi luôn. Đó đúng. Cũng xài củi luôn đó. Đó. Củi. Rất củi. Xài trong nhà luôn. Dạ nó bị lúng hả? Lúng. Trong đây phòng ngủ hả? Dạ, không có cái gì hết. Có gì? Nấu ở đó luôn. Mình nấu ăn hay luôn. Có nhà bếp sao có nấu trong nhà. Dạ, mình nấu củi hả chị? Dạ, nấu củi. Dạ. Quá hẹp luôn á. Không có gì hết trơn. Cái nền nhà mà cũng nhỏ nó không được bự ha. Dạ. Ăn cơm gì anh? Xịn á. Hôm nay ăn không có gì ăn. Thôi giỡn nồi cơm cho em coi coi. Hôm nay có gì ăn không? Thì nó không có gì ăn, có nồi cơm hay gì đó hả? Cơm. Có nồi cơm. Bữa nay không có ăn cơm hả? Sáng không có thịt heo 20 ngàn à. Ăn một ngày dạ. Dạ. 20 ngàn heo ăn một ngày gia đình 4 người. Hai đứa được đi học chưa chị? Thằng lớn này lớp 2 rồi, thằng nhỏ mẫu giáo. Dạ. Thương quá. Hai đứa con trai không? Dạ. Cuộc sống ở đây thực sự nói là bà con ở đây không có nhiều hộ khó khăn ghê luôn á. Nhà cửa gì là không điện không nước. Đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà của anh chị là không có nghĩ anh với chị mà sống tới 7-8 năm nay đâu. Ừ. Tưởng đâu sống tạm bợ để chăn nuôi này kia thôi. Dạ. Ai ngờ là 7 năm, không 7 năm. Thứ nhất là nhỏ hẹp rồi với lại căn nhà nó siêu dẹo vậy nè, rồi gió đứng ở ngoài mà nghe gió hè hè mình cũng sợ á. Rồi anh chị đi làm rồi hai đứa nhỏ sao, ai đưa rước đi học? Nhưng khi không có ai đưa rước, sáng em thì đi lọt dép thì đưa nó đi học. Rồi bữa nào thì đi thì đưa, còn bữa nào không vô đi thì không đưa. Là nghỉ học, bữa nào không đưa là nghỉ học. Như là sáng em đi lọt dép thì không có ai đưa rước nó thì cho nó nghỉ buổi sáng. Yeah. Còn buổi trưa em về thì em đưa nó đi học. Yeah. Tại vì nếu mà ở nhà đưa rước nó một ngày hai buổi không có tiền ăn uống, phải đi lọt dép. Ngày có 50 ngàn thôi. Bữa nào đi lọt không được 50 ngàn, 30-40 ngàn. Mua được 1 ký gạo ăn ngày, ăn dính. Dạ. Mua gạo ký ăn. Dạ. Đi làm xa bây giờ. Dạ, anh thì đi mấy cắt hả? Đi hồi vụ rồi đi hai cà phê. Ngồi đi hái cà phê, tôi về tới giờ thì không có làm gì hết. Nghiệp hai chồng mà cũng rất giả. Sống ở đây thì không ai mướn gì thì mình phải chịu rồi. Chồng đi làm, phải có việc làm đều đều. Ba đứa, ba mẹ con ngủ đây đó. Chồng đi làm. Mà thường quá nha. Ở đây quà đó, hai quà của Ngọc đó hả? Đâu đâu mình cua coi quà của Ngọc có gì cua anh Thái. Quá trời quà luôn. Khi mà bữa thì chia sẻ hoàn cảnh ở bên kia thì anh Long với chị Vi cũng nói là bên đây cũng khó khăn, nên là cô Ngọc cũng nhờ anh em là mua ít quà rồi gửi cho gia đình, cũng có nhu yếu phẩm với cái gạo. Hai túi đường, một túi đậu lòng xanh, nước mắm ha, 5 chai nước mắm, là dầu ăn không gửi cho gia đình đó. Thương quá cả nhà. Thì đến đây thì hoàn cảnh gia đình thì quá khó khăn á. Cô Ngọc thì gửi quà cho anh chị á, bên cạnh đó thì cô cũng gửi cho anh với chị 1 triệu ha. Dạ, gửi cho anh chị để mình trang trải. Hai chồng em cảm ơn cô Ngọc với mấy anh. Dạ dạ, để cầm máy anh gửi cho gia đình anh đếm ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 triệu ha. Đây anh nhận nhé, ai chị nhận, ai nhận em. Dạ, cảm ơn cô Ngọc. Dạ, cô Ngọc gửi á. Dạ. Em cảm ơn mấy anh. Dạ, cố gắng lên. Thì hy vọng thì khi mà anh em đến chia sẻ thì cũng tùy duyên thôi, mà hy vọng thì quý nhà hảo tâm thì khi mà xem được hình ảnh này thì cũng thương anh chị, giúp đỡ cho anh chị phần nào. Tại vì thấy hai chồng thì tuy khỏe mạnh nhưng mà do cái cuộc sống ở đây á, mà con ở đây khó khăn, việc làm thì cũng không ổn định. Phải sống trong một căn nhà như thế này đó. Thì mấy đứa nhỏ này cũng thấy thương quá cả nhà. Cũng gọi là cảm ơn đến cô Ngọc. Con cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Nhìn đây nó lội sình cũng dữ lắm nè.
Để vô. Quậy là mấy đứa nhỏ này. Nhà thấy không có cái gì hết trơn. Vậy chật lắm luôn. Đó. Em nói là cũng giống nhà em vậy đó. Giống nhà em. Giống thật á, giống thật luôn. Mà có con cái đây đặc biệt hơn, mát hơn nhà chị Huy. Phải gió, nhà gió. Em nó thấp quá rồi đó. Giờ kế bên nào rồi sao. Ở đây nó mát hơn thôi. Mấy đứa nhỏ biết lỗi không anh? Dạ nó không biết lỗi. Anh chị ngồi đây đi. Dạ, chị ngồi đây ngồi đi. Con đi ra con. Yeah. Rồi đây. Má đã chưa? Con mẹ của ông này chưa? Mẹ của ông Danh. Ý nó là cẩn thận mấy đứa nhỏ, đừng có cho nó xuống ao. Dạ. Nó xuống ao nó dọc nước này kia, nguy hiểm kế. Nó bây giờ đâu có dám mò đâu. Cha đi làm thì mẹ ở nhà giữ. Phải giữ mới được. Mấy đứa này nó quậy quá. Nó quậy nó xuống nó vớt này kia dưới ao nguy hiểm. Nít mà đâu có biết gì đâu. Người trước thôi. Em cũng thấy em cũng la. Người trước. La nó quậy nhất. Nít còn nhỏ gì đâu phải mình phải giám sát nó chứ đâu có suy nghĩ phải chơi chỗ này chỗ kia đâu. Bữa nào rồi. Mà em đi lọt tép á thì dặn mẹ kêu nó. Kêu mẹ coi dùm. Có mẹ chị gần đây hả? Dạ bà nội. Ở đâu? Dạ. Bà cũng nhà mẹ chồng hả chị? Dưới rồi đó, dạ. Ao này mẹ ao chồng cũng bà đó. Dạ. Dạ. Ở nhà mình có 4 người mà anh với chị hồi sáng là mua 20 ngàn thịt ăn hả? Dạ sáng là không có tiền mua thịt heo 20 ngàn ăn ngày. Trời đất ơi. Nó nấu nồi cơm nó ăn một ngày. Rồi còn không? Thịt còn dạ, 20 ngàn mà thôi được rồi được rồi vậy được mấy miếng được mấy miếng đâu trời em nghĩ hay quẹt quá dùng thịt cho hai đứa nhỏ ăn mà anh chị chắc ăn không 20 ngàn nhiều khi em ít xỉu à thì nhịn ăn thì nhịn cho con ăn rồi cũng giống nhau đó có tiền thì cho con ăn trước mẹ ăn sao cha ăn sao cũng được ông Long cũng vậy á không biết đâu sửa máy rồi sáng nhật ông đang sửa máy đó rồi em kêu đó dạ tội nghiệp thôi nha nhìn lao động chính mà nhịn ăn rồi để nhường cho con ăn người dạ. Chị không có sức khỏe chị đi làm thì sao phải chịu đó. Ngày làm có 40-50 ngàn em nghĩ là chắc gia đình mình chưa có ngày nào mà ăn được bữa cơm bữa nào đầy đủ ha đói sáng rồi mình ăn sáng rồi đi làm không chị không sáng em cũng phải ăn không mua sáng mì đi đồ hay là khi ở nhà có cơm nguội thì ăn cơm nguội ăn chén là đi lột tép tới 12 giờ 1 giờ mới về mình không mua mì tôm đồ để không có tiền đâu đủ rồi, tiền rồi để ảnh đi làm xa còn ba mẹ con có mua ký gạo ăn dính anh với chị mình tới nỗi không có tiền mua mì luôn không mà ảnh thì làm xa lúc ảnh đi làm á còn mấy mẹ con ở nhà tôi làm á thì không có tiền phải đi lọt tép được 30-40 ngàn 50 đó mua gạo để dành ký rồi ba mẹ con ăn với nhín tới ngày rồi chừng nào đi lọt tép á thì mới có tiền ăn bữa nào không đi lọt tép á thì không có gạo trời ơi nhiều thương không ăn quậy lắm cũng vất vả dạ. Ngày 40-50 ngàn nghĩ là mua gạo rồi mua ít đồ ăn nữa hết trơn mua 20 ngàn rồi mua gạo 1 ký mua rau 1 bó dạ ở bữa nào thì con nó thèm đồ ăn quá thì gán mua thịt heo 20-10 ngàn vậy đó không vậy tính là ngày này mình làm bữa nào mình ăn hết bữa nấy thì dạ, đâu có dư giả gì đâu để mua thêm mì dạ thương quá bây giờ tép nó cũng ít nữa mình đi trễ mình đậu không kịp người ta dạ ở đâu lận chị làm ở đâu lận Cần Đước á Cần Đước đi xa không đạp xe đi dạ. Đi xe đạp hả bả biết xe đạp dạ. Em đi bộ à ồ chị đi bộ luôn hả à đi bộ cũng đi lặt đâu đó mà đi bộ dạ 2 giờ là thức đó dạ 2 giờ là đi chắc cỡ 1 giờ 1 giờ mấy về tới nhà cũng có lúc trước đi gửi mấy đứa nhỏ rồi đi mà lúc này ít tôm á đi rồi ổng nói đi đường mệt nó nghỉ đi ồ cũng làm chung công ty đó dạ làm chung luôn mà bả thì lọt em thì lặt đầu yeah. Hôm nay mình không có làm hả chị à, cũng đi làm bữa nay nghỉ cuối tuần như lại nha cũng tết tây á chắc có lẽ là công ty cũng cho nghỉ yeah. Không, ngày công ty đó không cho nghỉ đâu công ty đó nghỉ nào tết chúng ta mới nghỉ yeah. Ngày thường á thì nó làm tết việc anh á ta cho nghỉ yeah.
Còn Tết tay không cho nghỉ. Tết gì cũng ra cho nghỉ hết trơn á. Công ty đó Tết gì cũng nghỉ hết. Dạ. Chỉ có là Tết lớn tao mới nghỉ. Dạ. Mình muốn nghỉ thì nghỉ thôi chứ mình mệt nghỉ ngày hai ngày thôi à. Ừ. Mà công ty đó dễ, mình muốn làm muốn nghỉ nghỉ. Dạ. Còn mình nghỉ hoài á, mình không có tiền xài. Dạ, làm đó mình có được bảo hiểm à, không? Không, không có, cái đó là đó làm bình thường là tính dạ. Như mình làm giống như làm tư ha. Dạ, ăn tư, làm nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Ê. Nó không chú. Nó quen rồi. Nó quen rồi. Nó quen rồi. Ôi con. Quen chú luôn rồi. Anh cách này ở nhà làm gì anh? Làm gì cái cắt cỏ cho bò. Dạ cắt cỏ cho bò thôi. Với lại giờ gần Tết thì việc làm cũng hiếm nữa. Dạ. Gần Tết rồi khó kiếm việc làm lắm. Đợi mấy bữa nơi đi anh Long trời các gọi khi nào có người vô thì điện cho vô. Ổng rồi chứ, ổng đi theo. Đi theo rồi ổng nghỉ, ổng đi theo đi bẻ cà phê. Đúng rồi, có đi với anh Long thì cũng ủ hỉ á, bạn ủ hỉ cũng đỡ buồn, tại không có việc á. Tại lúc đó lúa chưa chín á. Dạ. Đi rồi đi bẻ cà phê. Đi bẻ cà phê là. Em cũng nói là đi bẻ cà phê xong cái ông chủ đó điện thôi, không có. Có mới không? Ở nhà đó, không đi đó. Mình ở đây vậy rồi bên chính quyền không có cái vợ. Dạ rồi chứ nó khu này có không chị? Ở nhà mà chưa có cho. Đẹp trai quá ha. Ủa bé này bé nhỏ hả chị? Dạ bé nhỏ. Nhỏ sao nhìn bự hơn anh nữa? Chắc lâu đợi lâu. Này nó trai. Mình đợi thì đợi lâu. Ta cho thì cho có rồi đợt, nhưng mà có đồ lâu lâu rồi lâu. Mình ở rồi mưa dột gì mình trời dạ. Ơi. Ôi chúng đầu. Ê trời ơi. Đầu nó con. Hay. Đồ quay đúng rồi. Đi theo chú luôn đi. Ẩm luôn. Đi theo chú luôn. Rồi ẩm về luôn. Ừ, theo chú luôn nha. Đi theo chú luôn làm con chú luôn. Leo lưng luôn. Chịu không? Chịu không? Đi theo chú làm gì mà đi theo. Cảm ơn. Cảm ơn. Con Phin. Có coi đó. Chỉ có thằng này thôi, mấy thằng kia không dám đâu. À, chỉ có này thôi. Dạng ha. Thằng này nó không dám. Chịu đó, thằng nít vậy đó mà. Mà hay làm quen lắm. Ai lại tới là nó quen hết à. Hôm nay tụi em đến thăm gia đình nè, anh chị hiện giờ có cái mong muốn gì không? Mình có mong muốn hay là có khó khăn gì không? Chia sẻ đi. Giờ anh chị mong muốn gì? Nhìn mấy anh giúp đỡ điện thôi. Nhà em không có điện. Không có điện? Không có điện. Ồ. Giờ cũng xin với anh giúp đỡ mấy cái đó. Muốn nhà có điện? Dạ, có điện với cái nước. Trời ơi. Con tối con học nó không có thấy. Ồ, tối con học. Bữa nào bình này nó cũng hết ấy rồi, nó cũ quá rồi. Sạc cỡ nào nó cũng không sáng. Dạ cũng tối thui rồi. Mình lên để đốt điện. Lấy cái đèn pin đó. Dạ. Đeo lên đầu đó. Gọi cho học bài nha. Cho học bài cho mấy đứa nhỏ không? Người thường ngày mình đi sạc bình mình sạc ở đâu chị? Sạc nhà bà nội. Dạ, đi qua bà nội giúp có điện. Xin được điện cũng được. Phải xài mà tiện xài lâu dài không có điện không xài điện. Phải đi sạc. Dạ. Mình có bệnh đó mình đi mình có đi soi đi sạc đó. Đi đi soi cái này cái kia đó. Em thấy cái... mình gia đình mình xung quanh có đìa có này kia sao có mình bắt không cá đi này kia không anh? Bắt cá rồi anh. Lâu lâu rồi đi sạc bệnh thấy nó đầy vậy đó. Cũng có. Chắc cũng kiếm ăn á. Cũng có dư cũng cho em đó. Cũng dư nào nhiều cá gì đó cũng đưa cho em. Ở đây chắc cũng giống như trong đây có rừng có cây cối nè, chắc khi bắt này kia cũng có. Té có. Kiếm ăn. Thằng này nó quậy lắm trời ơi. Dạ, leo lên chú luôn. Trời ơi, té nó con. Không hồi chú đem đi về luôn đi. Đi vòng vòng. Ơi, đừng có giỡn con. Làm gì? Dạ té em. Chờ anh với chị ở đây nè. Cái cuộc sống mà khó khăn nhất anh với chị gặp phải là cái gì hiện tại á? Điện với nhà nước thôi. Chỉ có gần hai đó là hai chồng sống được rồi đúng không? Nhà em nước nó lên ngập hai bên hông toàn là ngoài luôn. Khó khăn nhiều rồi. Rồi nước thì không có tiền mà mua đất mà lấp vô. Đó trước mắt là chị vậy là muốn cần luôn cần nước cần điện trước mắt giờ điện với nước thôi. Nói chung là khi mà nhìn căn nhà nè thì khó khăn thì nó tùm lum giống nhà của chị Vy với anh Long bệnh gì đó. Yeah.
đó, nên là cũng cái điều mong muốn lớn nhất là có điện, có điện, có nước xài. Thì tụi em thì chỉ đăng lên để tùy duyên, biết đâu được khi mà em hỏi cái mong muốn gia đình mình có khó khăn thì biết đâu một cái cơ duyên nào đó mà gặp được quý nhạo tâm, thấy anh chị, thấy gia đình mình thương và giúp đỡ rồi sao. Đó, phải biết cái mong muốn của gia đình mình hiện tại. Hai con tên gì? Con tên Nhi hả? Mấy tuổi rồi? 8 tuổi. Con có đi học được gì chưa? Có đi học chưa? Con học lớp 2. Lớp 2. Học giỏi không con? Giỏi. Con không giỏi mấy. Mấy trai bên đây. Mấy trai bên đây nè. Con tên gì? Tên Vàng. Tên Vàng hả? Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? 5 tuổi. Nãy giờ cầm cái bọc đó, bọc gì cho chú xem được không? Đâu, dạch ra cho chú xem coi. Dạch ra cho chú xem. Có cái gì trong đó, cái này con, này con gì đi, lấy ra cho chú xem coi. Con gấu. Đó. Ờ, con gấu nè. Ờ, cái này chắc cũng lâu lắm rồi. Đồ chơi của mấy đứa nhỏ. Rồi cái kia nữa. Cái này là cái gì đây, cái này là cái gì đây? Đây hai đứa, tôi bốn đứa. Đủ đồ chơi. Nó muốn đồ chơi á, nó chơi á, nó đi lụm. Đồ chơi á. Cái này là lụm không hả chị? Tại vì người ta giàu, ta chơi xong ta giục bỏ. Ta giục bỏ nó đi. Nhà đâu có tiền đâu mua, phải đi lụm của người ta lại chơi. Đó cái cây gì đó nó lụm ở ngoài á. Đáng lẽ cái tuổi này nè là đồ chơi nhiều dữ lắm luôn. Gia đình mình thường lượng nít đồ chơi nhiều lắm. Rồi cái thằng mấy đứa này nó có mấy nhiêu đây nè, cả nhà nhìn nó thấy. Giống nhà em khó khăn. Yeah. Chơi phải để dành bỏ bọc nữa, sợ mắt. Mấy đứa nít rồi cỡ này rồi, bao bao luôn. Trời ơi, chị nào nó đi chùa đi gì đó, thấy người ta bán đồ chơi, trời nó quậy, nó đòi, trời ơi. Có tiền đâu mà mua cho nó. Cái mấy trăm ngàn, 50 ngàn rồi mình để tiền nó ăn. Không có tiền nó mua cho. Rồi nó thấy của người ta chơi rồi nó lụm thôi. Ta bỏ thì nó lụm chơi. Rồi chơi đi lụm về chơi nha. Rồi đi học đi gì đó thấy người ta bỏ đó. Con tắt điện mà cũng chơi nữa kìa. Đâu có gì chơi chơi đâu. Con nít mà đâu có đứa nào mà chơi cái đó đâu. Cái này đâu có chơi đâu. Đâu chơi đâu. Đâu có biết đâu. Cái này khi đứa cầm cái điện thoại. Dạ. Cái này người ta làm ra già cái nó ta nhục bỏ mà nó lụm chơi á. Đâu con phái nhất là cái món gì? Ở trong cái bọc á, con phái nhất là món gì? Cho chú xem coi. Cái món gì mà con thích nhất? Dạ, lại ngã bẹp. Lại ngã chọn như kia. Lại ngã vô chi ngồi. Cuộc sống khó khăn mà mấy đứa này nó cũng vậy, nó cũng thiếu thốn đủ thứ hết đó. Nó cũng thích hết. Trong bọc này cái gì nó cũng thích hả? Dạ, nhiều thứ. Cái nào thích nhất á? Phải bỏ bọc để dành mà con nít mà hiếm. Đây, cái này là con thích nhất đúng không? Đồ chơi đó. Ít quá nên bỏ bọc đi xin ta đó. Cái gì đó nó cũng thiếu vậy đó, nó đi xin lại chơi. Đi xin thiếu. Ủa cho tôi lấy. Đó hỏi gì nữa đó. Tại nó quen chơi chung vậy đó. Ừ té em đó. Cả lứa nhau không mà chơi. Cả lứa nhau. Đây nè. Sao lứa này với bằng này nè. Mày bằng nhau nè. Mày lớp 3 thiệt chứ mà mày cũng 8 tuổi à. Cả lứa hả? Mày lớp 1 cơ. Ừ. Đó nó học chung. Chung hồi lớp 1. Vì là bạn ở lại phải không? Bạn ở lại. Bạn ở lại lên. Có duyên mà có bóng bóng được như có mạnh quân nào giúp á, vô mua bánh rồi mấy nhỏ chắc nó khoái lắm đó ta. Mừng lắm. Mình này thiếu thốn đủ thứ hết. Hy vọng thì cũng nhậu tâm thương người gia đình cũng như là giúp đỡ gia đình anh chị cũng như là gia đình của anh Long với chị Vi bên kia. Thấy hai hộ khó khăn quá. Thì mình cũng cảm ơn nhiều. Có ích lòng nhiều. Hồi nãy chị nói là gia đình mình không có mì ăn đó chị. Dạ. Giờ em cũng xin phép á. Xin phép là anh Tiến ở Hà Nội á, gửi cho chị 200 ngàn, chị đi mua thùng, hai thùng mì gì đó, 200 hả chị? Đó, cho mấy đứa nhỏ nó ăn ha. Này, đồ chơi thì mai mốt có tiền thì mình mua sau. Kiểu là lương thực trước đi, rồi đồ chơi anh tính sau. Lan ơi, bẻ con. Thôi chú về nè, con cho chú quịch đồ chơi này nha. Cho không?
cho không? Không, không cho ba đâu. Bây giờ Lan ơi, hết hồn, bóng rồi. Dạ, nó xì á, bị xì sàn rồi. Đây nè ha, à, chú gửi 200 ngàn của chú Tiến ở Hà Nội. À, gửi cho con là con mua mì về ăn ha. Cảm ơn chú đi. Dạ. Cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Giỏi. Giỏi quá. Nó sao kìa. Nết nè. Em giới cho mẹ để con để hồi mẹ đi mua. Mẹ đi mua mì cho. Mì thường mẹ mua mì cho ăn. Rồi. Thôi bây giờ sẵn ở đây nè thì cũng có cô Phan Út Việt Kiều Mỹ được. Quỹ của cô thì còn 360 ngàn, thì em cũng xin phép con xin phép cô gửi cho gia đình luôn, gửi cho gia đình cho giúp cho anh chị nha, mua đồ ăn rồi mua. Trời, múc túi chú luôn hả, chú đâu có tiền ở đây đâu con. Nghe thường quá, 360 ngàn của cô Phan Út Việt Kiều Mỹ. Phan Út, cô Phan Út, Phan Út Việt Kiều Mỹ ha, cũng xin phép gửi cho gia đình luôn. Lan, cầm mua ra ngoài, mày đi ra ngoài coi. À Lan, mẹ ra xình không đó. 360 ngàn có này nè. Đâu rồi? Nhiêu nè? 60 ha. Rồi, ok. Sao mày vậy? Rồi, hai đứa đi đâu rồi? Lại đây này có. Đây nè, chú cho tiền nữa nè. Đi. Chơi hay vậy? Nó đi tiền luôn. Thôi thôi, đưa cho chị đi. Chơi, lấy nè con. Dạ. Ủa, con muốn ăn mì luôn hả? Hết rồi mẹ. Mua hết rồi. Ủa bà, đây bà. Cho Phan Út, Phan Út Việt Kiều Mỹ gửi cho mấy đứa con nè. Vậy gì? Quậy nè. Con nhận đi con. Ủa bà, con gì á? Ủa hai. Giỏi. Cảm ơn bà. Rồi, giỏi. Ăn gì? Rồi ăn mì. Ồ, đậu mì hả? Hết rồi, hồi sáng ăn hết rồi đó, còn gì nữa. Rồi đưa cho mẹ đi, đưa cho mẹ giữ. Ừ. Đưa cho cha mẹ giữ nha, không có được giữ nha. Xin chú đây đi kìa. Đưa cho mẹ đi con. Tắm đây. Xin chú đây, chú mua cho. Đừng đừng la con. Đưa cho mẹ cắt đi con. Đưa cho mẹ cắt đi để góp. Ừ, mẹ mua mì cho. Cảm ơn mấy anh nhiều con. Rồi. Em cảm ơn cô Phan Út nhiều, cô Út Mỹ. Dạ, em xin cảm ơn mạnh quân ha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Khi mà đăng video sẽ đồng được đồng cảm với Nhạo Tâm và giúp đỡ cho gia đình ha. Giờ chắc em chào anh chị em về nha. Hai chồng em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Dạ. Anh chị cũng cố gắng nha. Cố gắng lên. Xin phép. Dạ. Cảm ơn. Chào hai đứa nha. Rồi chào cả nhà nha. Thì qua video thì gọi cho anh em ở Sóc Trăng thì cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý Nhạo Tâm với mình Hồng Quân của bước đầu hỗ trợ cho gia đình một phần nào khó khăn á. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, bây giờ cho phép em cũng như là anh em ở đây tạm khép video cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả của mình Quân trong những video tiếp theo. Em xin chào ạ. Và em chào anh nha. Chào anh Danh. Chào chị. Chị tên gì em quên rồi. Dạ tên Sang. Ờ, Sa. Sang. Sang. Rồi chị Sang. Rồi chào hai con nha. Rồi xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại. Dạ. Hẹn gặp cả nhà trong những video.